chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của iBeauty. Mình là Khánh Linh. Mình đã quay trở lại rồi đây. Các bạn ơi, video ngày hôm nay sẽ là một video vô cùng đặc biệt với sự xuất hiện của một nhân vật cũng vô cùng đặc biệt. Đây là một người mà số nào của iBeauty là anh cũng tham gia nhưng mà lại không bao giờ được lên sóng các bạn ạ. Các bạn đoán ra là ai không? Đó chính là cameraman của nhà iBeauty. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Hoàng Bá Anh Quang. Vào, giới thiệu đại biểu rồi. Quên. Rồi các bạn ơi, đây chính là cameraman của nhà iBeauty. Anh giới thiệu. Xin chào tất cả mọi người, mình là Quân và mình là cameraman của iBeauty. Ok, bây giờ anh giới thiệu bản thân cho quý vị khán giả đi. Xin chào tất cả các bạn, mình là Quân, tên là Quân. Mình là quay phim Quân của iBeauty. Rất vui khi mà được sau bao nhiêu video, bao nhiêu các thứ. Chỉ mong một lần được lên sóng thôi, nhưng mà cuối cùng thì cũng được lên. Cảm ơn Khánh Linh đã cho anh có mặt vào ngày hôm nay. Nhưng mà các bạn biết gì không, anh Quân là anh nhỏ lắm. Hôm nay anh được lên sóng nhưng anh lại bị mất cả. What? What the f**k? Anh bịt mắt đi. Này thì anh bịt vào đi rồi em nói cho. Thực đấy. Ra anh Quân vẫn chưa biết là anh phải làm gì trong nhưng video này. Nhưng anh vừa đeo kính vừa bịt được không? Không được, nhưng anh tí hí mất. Anh vẫn chưa biết là mình sẽ phải làm gì các bạn ạ. Con có vẻ đáng yêu ấy nhỉ? Panda, anh được tặng đấy. Rồi, bỏ cái kính này ra. Anh nhìn thấy gì không? Anh có nhìn thấy cái Linh đang ngồi đối diện đúng không? Rồi, thử thách cho anh Hoàng Bá Anh Quân, cameraman của nhà iBeauty ngày hôm nay đó chính là Sir Challenge. Sir Challenge? Sir cái gì đấy em? Anh sẽ được Sir... có nên bật mí không nhỉ? Anh sẽ được Sir 3 loại máy rung. Máy rung á? Anh cũng chưa biết được các bạn. Máy rung à? Máy rung thì anh cũng nghe nhiều rồi. Nghe qua máy rung nhiều rồi. Thế anh sử dụng bao giờ chưa? Không, nhưng mà anh thường nghĩ cái máy rung đấy là nó thay cho chị em phụ nữ chứ. Cái này đúng là cũng dành cho chị em phụ nữ và dành được cả cho nam nữa. Yeah. Con trai cũng dùng được, anh cũng dùng được. Thế á? Đây là em đầu tiên này. Đây là em thứ hai. Đây là em thứ ba. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thử thách anh Quân nhé. Đây là chiếc máy rung đầu tiên. Câu trả lời chốt, bạn chốt chưa?
Và đáp án cuối cùng của mình là bàn chải đánh răng. Bàn chải đánh răng. Vỗ tay nào quý vị. Đây là một câu trả lời đúng. Dễ, câu này dễ. Dễ thì mới ăn được của Khánh Linh. Dễ lắm các bạn nhỉ. Sờ một chút là biết ngay. Đây, bây giờ em nghĩ là một cái thử thách sẽ khó hơn cho anh. Tại vì cái này nó sẽ không phổ biến bằng hai cái trước. Tiếp theo cũng là một cái máy rung. Cái này nó có khác gì với những cái vừa nãy không? Khác em ạ. Cái này nó chẳng sần mà nó cũng chẳng gai, cũng chẳng sần không gai. Không, cũng có sần một ít nhưng mà nó trơn. Trơn hơn. Hai cái anh chẳng biết bấm ở đâu bởi vì nó không có chỗ lõm xuống ở đây. Đúng không? Bấm ở đâu? Anh bấm cho anh như này đi. Anh tự tìm cách đi. Đây là một sản phẩm hai tách hơn cái vừa nãy cho nên là chúng ta không thể bật cho cách bình thường được. Với ba loại đồ vật thì anh Quân chỉ đoán được một loại thôi, là cái này thôi, là cái que rung của anh ấy thôi. Trời ơi, kém quá. Thế thì bây giờ mình sẽ cho anh ấy mở mắt ra để diện kiến ba cái sản phẩm này nhá. Rồi ok anh, mở mắt. Rồi. Ủa, cháu quá em ơi. Cháu quá em ơi. Giống kiểu macaron xong rồi nhìn vào ánh sáng ấy. Chàng trai bước ra từ bóng tối. Ok, lại nhìn được rồi. Đây thì cái sản phẩm đầu tiên ý mà anh bảo gai gai sần sần nhưng mà anh không đoán ra ý, nó là cái máy rửa mặt nó rất là phổ biến mà anh vẫn không biết nhỉ. À cái này thì anh chưa thấy bao giờ á. Tưởng cái gì chứ anh thấy Facebook nó quảng cáo nhiều rồi. Mà anh không đoán ra thì bây giờ mình bị mất hai mắt rồi. Mình sờ mình cũng chỉ biết là nó như thế và nó rung thôi. Anh đang nghĩ ra một là cái rung khác rồi. Cái gì anh? Cái gì á? Cái gì đấy tính về anh nói hay sao? Rồi, đây cái thứ hai anh đoán đúng rồi, nó là cái bàn chải. Nhưng bàn chải nó khác bình thường đúng không? Khác cái bàn chải của anh không? Đó. Đây là bàn chải điện của Folio. Ba sản phẩm ngày hôm nay đều là của Folio. Thế còn đây là cái cuối cùng. Em đã lường trước được rằng anh không đoán được cái này rồi, tại vì nó rất là mới. Nó mới hơn hai sản phẩm kia. Thì đây là máy đắp mặt nạ Folio có tên là UFO. Wow, đắp mặt nạ. Đắp mặt nạ. Trước anh tưởng cái mặt nạ nó sẽ là kiểu đắp một miếng lên mặt này, xong rồi nhìn nó khá là kinh dị ấy. Nhưng mà cái sản phẩm này của Folio ấy
thì sẽ không phải đắp cả miếng lên mặt, mà anh sẽ đắp cái miếng đấy vào trong cái máy, xong rồi máy sẽ giúp anh di lên mặt. À, có nghĩa là mình cho mặt nạ vào đây. Vâng. Và máy sẽ giúp mình là tán đều tất cả cái đấy lên mặt. Đúng rồi. À. Và nó sẽ rút ngắn thời gian hơn. Anh muốn thử không? Thử sợ gì? Cũng được, cũng chịu chơi. Ok, anh em sẽ cho anh thử miếng đắp dành cho ban ngày. Rất là tông sạch tông với cả cái em này. Đó, đầu tiên chúng ta sẽ tháo vòng ra. Tiếp theo, bóc cái miếng mặt nạ này ra. Anh đã đắp mặt nạ rồi. Thì cũng thi thoảng xin một ít mặt nạ của IBT về để đắp. Ờ không, thì bởi vì nó tốt mà. Thì mình đắp xong kiểu lúc đắp ấy, cũng đắp xong mình cảm thấy mát, sướng hay không. Chứ anh cũng không biết là nó có đẹp hơn hay không. Chỉ đưa là lúc này không sướng không. Thế sẽ đẹp rồi. Đó, thấy chưa ạ? Tuy nhiên cái này nó là một cái rất là high tech các bạn ạ. Chúng ta không chỉ sử dụng cái này mà chúng ta còn phải sử dụng đến một phần mềm nữa. Đó là phần mềm Foreo. Mình sẽ lấy cho các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình đã khởi động cái app Foreo này rồi. Và mình sẽ khởi động cái máy Foreo này lên. Giữ nè. Đó, các bạn thấy cái vòng sáng chưa? Sau đó chúng ta sẽ ấn một nút. Tại vì bây giờ mình đã chọn chế độ ban ngày nên là chỉ ấn một nút thôi. Rất là hay tất cả các bạn, mình phải scan cái barcode của mặt nạ này để cho app có thể thiết kế một cái liệu trình chu trình phù hợp với cái mặt nạ mình đang sử dụng. Để nhỉ? Rất là ngầu ấy. Như bé phẩu bánh chị ngồi là bánh tinh luôn. Lần đầu dùng mấy cái này hơi hộp các bạn ạ. Cảm nhận đầu tiên ạ. Ấm lên ạ. Nó dùng chưa anh? Chưa, chưa. Chưa, chưa để nước dùng. Chưa để nước dùng. Ấm thơm. Bao giờ trong cái app nói là relax, em enjoy it thì là bắt đầu mới dùng ạ. Hay nhở? Trời tạo ra địa chấn và trong video này UFO là điểm nhấn.